đây sẽ thủ công, cắt thủ công. Đây chế độ cài cố định nhé, em mình đang cài cổ cố định 3 đường cổ là 260, ví dụ mình cắt sách chẳng hạn, cắt ở đầu tiên 260 này. Sẽ đẩy đường 2 170. Chế độ auto này, cắt 96 đường liên tục là từ 1 đến 96 này. Bây giờ mình cắt 3 đường, mình cắt 3 đường nhé. 3 đường này, ví dụ.